Đúng ạ. Hoàn cảnh là gì ạ? Hoàn cảnh là những cái mà nó lặp đi lặp lại, nó hoàn lại để cho chúng ta nhận ra bài học. Nếu như chúng ta không nhận ra bài học thì nó tiếp tục lặp lại, nó đưa chúng ta đến gì ạ? Hoàn cảnh éo le. Và khi gặp hoàn cảnh éo le như vậy, nó lại tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy, nó sẽ đến một cái giai đoạn, đó là gì ạ? Cảnh ngộ. Cảnh ngộ là gì ạ? Là cái cảnh bắt chúng ta phải ngộ. Anh chị nhá. Một ví dụ đó là gì ạ? Cái việc mà hai vợ chồng cãi nhau, đúng không ạ? Nó cứ lặp đi lặp lại hàng ngày. Đó là hoàn cảnh đấy, để chúng ta nhận ra bài học là gì ạ? Tại sao chúng ta cãi nhau? Tiếp theo là gì ạ? Vẫn cãi nhau đến một ngày là gì ạ? Đến hoàn cảnh éo le là gì ạ? Bây giờ tôi không chịu được rồi nhá. Bắt đầu là gì ạ? Hai người là tác động vật lý lên nhau, đúng không ạ? Hôm nay thì mắt trái thâm, hôm sau thì mắt phải thâm. Đấy là hôm thứ ba thì là gì ạ? Trở thành con gấu trúc, đúng không ạ? Chúng ta thấy gấu trúc rất là đáng yêu, nhưng mà nếu chúng ta trở thành gấu trúc thì sẽ không hề đáng yêu một chút nào, đúng không anh chị? Anh chị đấy, thế thì bắt đầu tác động cơ học vật lý một lần, hai lần, ba lần, nó lặp đi lặp lại là hoàn cảnh éo le. Mà tại sao nó lại như vậy? Người ta nhìn vào tại sao ui đứa này nó hoàn cảnh éo le lắm, chồng hay là vợ nó không thế này thế kia, đúng không ạ? Và đến một ngày nó vẫn chưa nhận ra bài học thì đến cái giai đoạn tiếp theo là cảnh ngộ. Cảnh ngộ là gì ạ? Cái cảnh nó đến, nó bắt chúng ta phải ngộ, phải ngộ. Đấy, đấy là gì ạ? Chúng tận cùng rồi. Chúng ta, một là chúng ta, nó giống như là bây giờ chúng ta rơi xuống một cái ao ấy. Nó cảnh ngộ nghĩa là chúng ta xuống đáy rồi. Một là chúng ta phải bật, dùng hết sức để bật lên thoát ra khỏi. Hai là chúng ta chấp nhận chết chìm, chết đuối ở đó. Nó là cảnh ngộ. Thế thì khi này bắt đầu là gì ạ? À, một là chia tay, hai là nếu tiếp tục thì ngồi lại với nhau để xem lại bài học ở đây là gì. Đấy, đấy là gì ạ? Cảnh ngộ. Từ hoàn cảnh đến cảnh ngộ, các anh chị nhé.